Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì Hoài rất là vui để tham gia cái chương trình đập hộp sản phẩm Double X mới của nhãn hàng Nutrilite. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem trong sản phẩm Double X mới của chúng ta sẽ có những cái điều gì đặc biệt và cải tiến nhé. Thì đây là một cái sản phẩm Double X có hộp mà Hoài đang sử dụng hàng ngày. Thì nếu anh chị lần đầu tiên sử dụng Double X ấy, thì chúng ta có thể mua cái phiên bản mà có hộp nhựa này để mình có thể có hộp để đựng. Và trong này thì có 3 viên, 3 cái viên có màu sắc khác nhau tương ứng với lại là gì ạ? Đây là viên màu vàng thì tương đương với lại 12 các loại vitamin. Và cái viên màu xám xám này thì tương đương với lại khoảng 10 loại khoáng chất. Và đây là viên mà chứa nhiều dưỡng chất thực vật nhất từ 22 loại trái cây, rau củ và các thảo mộc. Và cái phiên bản hộp giấy mà không có hộp thì chúng ta sẽ có 3 gói lẻ như thế này. Từ lần thứ 2 chúng ta mua, chúng ta chỉ cần mua cái gói lẻ này mà thôi. Đây ạ. Thì gói màu vàng cũng như là các chị vừa tìm hiểu đó ạ. Thì gói màu vàng nó sẽ tương đương với lại các cái viên mà chứa 12 loại vitamin. Và màu xám thì tương đương với lại là cái gói mà chứa 10 loại khoáng chất. Và đây là gói màu xanh là chứa các loại vitamin khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Đây là cái gói mà chứa các dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ và thảo mộc khác nhau. Thì trong sản phẩm Double X mới của nhãn hàng Nutrilite thì phải thấy có một cái ưu điểm rất là vượt trội, đó là gì ạ? Cái hàm lượng chất dinh dưỡng thì được tăng cường hơn rất là nhiều. Ngày xưa thì Double X cũ thì có 12 loại vitamin và chỉ có, mà bây giờ là 10 loại khoáng chất. Và phiên bản cũ là 20 loại dưỡng chất thực vật thì phiên bản mới là nâng lên là 22 loại dưỡng chất thực vật khác nhau. Và cái thứ hai mà thấy cải tiến là trong cái sản phẩm Double X mới của Nutrilite thì có một cái hỗn hợp công thức độc quyền, đấy là Phytoprotect. Và cái hỗn hợp này từ ba cái loại nguyên liệu, đấy là nghệ này, fava danta và cây hương thảo. Và khi kết hợp ba cái loại này cùng với nhau ấy, thì cái khả năng là chống oxy hóa cũng như là giúp cho cơ thể của mình có khả năng phòng vệ những cái gốc oxy hóa đến một cách chủ động ngay từ trong tế bào. Ngoài ra thì sản phẩm Double X mới của chúng ta cũng cung cấp và làm cân bằng năm cái nhóm dưỡng chất thực vật từ năm nhóm rau củ quả, màu sắc ví dụ như là màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu vàng và màu xanh. Thì theo những nghiên cứu thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng là gì ạ? Ở trên thế giới thì đa số người thì là cung cấp thiếu nhất cái nhóm, đấy là nhóm rau củ màu tím. Chính vì vậy mà trong sản phẩm Double X mới của chúng ta thì các nhà khoa học ở Nutrilite đã tăng cường tối đa hơn cái dưỡng chất màu tím này để bổ sung cái dưỡng chất bị thiếu hụt trong cái nhóm màu tím cho người sử dụng được tốt hơn. Và một cái nữa là gì ạ? Là cái sản phẩm Double X mới khi mà Hoài sử dụng thì Hoài cảm thấy là cái viên nén nó nhỏ hơn, cho nên là mình sẽ dễ sử dụng. Và cái thứ hai là nó có mùi bạc hà, mình cũng cảm thấy là thơm hơn và dễ chịu hơn với dạ dày. Và cái thứ ba, khi mà Hoài sử dụng cái Double X mới thì Hoài cảm thấy là cái cơ thể của mình nó khỏe hơn, buổi sáng ngủ dậy nó không có bị mệt mỏi, cũng như là mình làm việc suốt một ngày dài nhưng mà mình không có thấy bị đuối sức. Thì đó là cái cảm nhận của Hoài sau khi mà Hoài sử dụng cái sản phẩm Double X. Hy vọng là chúng ta sẽ, các anh chị hãy like và share cái video này của Hoài thật là nhiều. Xin chào tất cả các bạn.